Yeah. Đi mày. Hai. Lo làm cái gì? Lo làm cái gì? Làm rồi còn ra lại. Nó đi đánh nhau à? Nó đi đánh nhau ở đâu về? Thế đi đánh nhau ở đâu về mày? Cái vậy? Cãi lại hả? Cãi lại cái gì vậy mày? Đây. Cái gì? Chào 1 vạn người xem nhé. Chào Tuyết Linh. Ê. Lấy nhau về thương tích lấy người hả? Ê, oan mày, oan lắm mày. Mày oan lắm hay sao mày mèo? Oan lắm phải không? Lấy nhau với ai? Lấy nhau với ai vậy mày? Lấy nhau vác thương tích về nhà đầy người. Thằng này chào anh. Chào thằng Minh Khuất. Minh Khuất không biết Minh Khuất là Minh Vũ rồi nha. Bên này rừng núi âm u thầy bu thương nhớ à, rừng núi âm u thầy bu thương nhớ. Chào anh Lê Cao nhé. Đang cạo sơn nhà mệt quá chạy ra đây ngồi. Sơn nhà sơn cửa mệt quá. Nhìn thấy bên này khổ ải không? Tự trồng rau ăn nha. Trồng rau này, rau tây. Hoa ly này. Cây hoa ly này. Thì nó cách xanh này. Rồi cần nước này. Quá. Cái nhà kia là cái nhà coi như là để thưởng thức. Trốn vợ ra đó ngồi. Nhà đó là nhà trốn vợ đấy. Trốn vợ ra đó ngồi. Đúng rồi. Rồi đây bên này tự do mà. Thích treo ai cấm gì đâu. Chỉ có bọn bạc que gì đấy. Phất phới tung bay cờ Việt Nam phất phới tung bay. Bên này Tây nó nhìn thấy lá cờ này nó biết mình ngay là người Việt Nam.
Cái này một năm coi như là thay mấy lá cờ liền, treo ít khi lấy xuống. Cái cờ này mới treo ngày 30 tháng 4 mới treo lên nó là bạc như thế, mưa gió không có lấy xuống. Cái này đấy, nhiều phải không, nhà cấp 4 rồi đấy, đấy. Đâu được nhà lầu xe hơi, nhà lầu xe hơi đâu, nhà cao tầng đâu, nhà cấp 4 bên này nhiều lắm. Nay nắng tí, ngày hôm qua nó mưa cả ngày, ngày hôm nay có tí nắng, cạo sơn cạo sung cái sơn, đang cạo sơn thì mệt quá chạy đây. Chào chị Lượt Phạm nhé. Anh lấy ca lên nói chuyện chơi anh ơi. Hôm nay bán camera rồi. Bán camera, không thấy camera. Cái nick này mới được thả. Mới được thả thì cái nick kia thì lại bị nó khóa. Mẹ bố cái thằng ta quy ra cùng bố láo ăn cắp. Chào em gái nhé. Ai có camera vô người bán hết camera rồi sao? Thấy ông nào có camera rồi trời, bán hết camera lấy tiền tiêu rồi sao rồi. Dạo này bọn này bọn 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 kia nó tấn công mình mạnh quá, có mấy cái nick nó khóa hết rồi. Facebook này nó cũng kỳ thị đấy. Ở bên này cũng có gần đây cũng có mấy nhà coi như là thuộc chế độ cũ, mấy hộ thuộc chế độ cũ, người ta đâu có nói năng gì đâu. Cái nhà đằng sau cái dãy nhà cái kìa là có hai nhà thuộc về chế độ cũ. Đằng sau này đằng trước nhà cách mấy con đường này có mấy nhà, có hai nhà
người ta sang đây người ta chơi suốt ngày, suốt ngày ta đâu có nói năng gì, người ta đi về Việt Nam mà bẩm. Chào đạt ta nhé, chẳng ai có cái một cái camera nào hết rồi trời, bán hết camera vậy. Này cho mọi người xem cái nhà đằng sau rồi nhé. Làm cái nhà này ra trốn vợ đi ra ngoài này ngồi tập bắn súng. Này. Đây một cái kho lớn này, đâu phải cái gì, anh đeo luôn, ở đâu cũng vậy thôi, cũng làm ăn, có tiền dư dư chút tiền về Việt Nam gọi chơi thăm thân là sung sướng rồi. Chút việc đưa ra rồi đeo xà lách son này đeo. Tự biên tự diễn rau bên này đắt như quỷ, một bó rau muống ăn dính kẻ răng mất hơn 10 bảng anh. Nhà nào mà nghiện rau rau muống không mua, hai vợ chồng đấy, hai vợ chồng đó, phải mua ba cái bó về xào tỏi thôi rồi ăn dính răng luôn. Rau muống Việt Nam đắt lắm. Ở Việt Nam thì bà con rau muống rau muống người còn chê chứ, ở bên này chê mẹ phải bán đắt như tôm tươi. Nó rời nó nắng nắng tí là nó vẫn lạnh ấy. Và lạnh ngồn tí rồi nó lạnh ấy. Có tí tí ánh nắng ấy. Năm nay thời tiết tệ lắm. Năm ngoái thời tiết còn đẹp một tí, năm nay thời tiết tệ lắm. Mưa suốt ngày, mưa nhiều vùng còn lụt luôn ấy. Mưa rồi tuyết, đóng đá, đóng băng. Cho nên rau dung các thứ bên này bây giờ nó chậm. Đêm tối phải bê vào. Chậm phát triển. Chào Martin Ngô nhé. Martin Ngô không biết là ai.
hạn cái ông nào có cái camera này. Đó, anh Sang Cam đang 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 mở diễn đàn đâu có đâu phải không? Tao thấy ai mở diễn đàn đâu anh với ca. Sang Cam mở mà bên chứ nắng chuyện kỳ quá chẳng hiểu anh nói gì. Đó, bài thử ông Lê Ca xem nào. Bây giờ mới thấy camera. Mời được cả. Đây. Thì ca xem có lên không? Đồng chí Cam Lê Ca mái tóc coi như là nghệ sĩ. Bọn chúng là ổ chó. Lâu thế nhỉ? Lâu thế mà không lên được cả. Đang để máy ngang, anh Lê Ca để máy ngang ra thì có khả năng là lên được. Wow, nắng lên rồi. Không lên được. Chào chị Lược Phạm nhé. Mấy hôm nay ngại bây giờ vào các diễn đàn mà còn những cái câu đơn giản mà chúng nó cũng báo cáo, nó kỳ quá. Bọn mẹ bưng bô nó khiếp thật. Lê Ca gửi cái gì đây? Lê Ca để mấy rồi. Chào anh nhé. Đang làm buồn mà thấy bấn mãi. Có San Kham đang xem ở đây mới hỏi sao San Kham không mở mà bem. À thế à?
Đang đâu xem, thấy đang xem đâu. trong này này, màn kim ngôi San Kham thì nhiều lắm. Đâu thấy anh San Cam đâu. Máy tôi nó hiện lên San Kham đang xem với bạn, tôi mới nói San Kham mở ra mà bem chứ có cái gì đâu. Quạch cái tháo tháo À. Mở chuồng nha. Ngồi cho nó chuông, đàng mở hoàng chuông lên. nha. Hả? Đâu cần thiết đâu anh. Nằm cũng được mà, đâu sao. Em mở diễn đàn em toàn cái Tôi tính tôi là nằm đã dài. xem thì phải mở camera chứ còn không có kiểu tù mù. À. Không có cái Em gì thì hơi sự hơi sùng nói cho hay chứ, từ nước Anh mà nó phải hả? thời sự gì đâu bác. Thế em bị bọn nó băm, nó rình, nó băm suốt ngày. Nó băm kinh khủng luôn. Đây đang đang bắt đầu tối rồi Để ca để tắt. đó. Bên anh dịch bệnh sao anh? Dịch bệnh bên này nó cũng bớt bớt nó cũng người nhiễm thì còn nhiều, người nhiễm thì nhiều chứ người người mà người ta chết trong dịch bệnh thì 2 tháng nay thì nó giảm bớt. Đây là lần đầu Tháng tiên trước được thì chào chào My Luật Phạm ở trên máy đây, không biết mọi người có nghe không? chị Luật Phạm à. Ừ, có cái gì nói cho anh em bên tí thế nào? Chị Luật Phạm thì chị chỉ vào chị xem thôi. Bên Thì ra này chủ đề cho anh em bên tí, tôi mở cả hai máy mà. thì anh cứ nói cái gì anh cứ bem cái gì bem thôi. Em thì coi như là Đâu, chủ thớt cho mới nói chứ, nói bậy đấy bà. Bên anh ấy cứ nói đi. nó có ngày chiến thắng phát xít nó có nói gì không? Chiến thắng phát xít đấy. Đại chiến thế giới lần thứ hai ấy. À thì nó cũng thử nghiệm như mình thôi anh. Nó cũng ăn mừng ngày chiến thắng. Nó hầu như là đại khái nó cũng giống như mình mà 30 tháng 4 ngày giải phóng đất Không nước. phải, nhưng mà sau cái đại chiến thế giới thấy anh có vẻ tử tế hơn những thằng khác nha. Được mấy nước thì Đúng bem Việt rồi. Nam hết, Pháp cũng quay lại bem, Mỹ quay lại bem, nhưng anh nó có tham chiến đâu. Anh thì nó không tham chiến, nó còn lên án, nó còn nói là Đấy, thằng Mỹ bao nhiêu là sai. quân quân toàn là Hàn Quốc vì cái gì gì tham gia đánh Việt Nam muốn chết luôn. Thế nên anh nó tham gia Điện Biên Phủ nó chả tham gia, về sau này nó chả tham gia. Đúng rồi, quân đội của nó được thằng Hoa Kỳ coi như là trả tiền gấp 3 gấp đôi, nó cũng không kè không thèm. Thì có bọn Úc rồi, bọn Úc nó tham gia, mấy số mấy nước khác nó tham gia. Thực ra thì anh cũng đâu biết Việt Nam là cái gì đâu nhỉ? Ít Nó biết chứ anh, biết không? thời kỳ trước đó thì nó biết chứ, nó cũng có tham gia khi mà nó rút quân về trong Sài Gòn ấy, từ cái thời thời Pháp ấy, nó thuộc về đồng minh ấy. Thì nó rút vào Sài Gòn ấy thì nó cũng đâu có tham chiến, nó biết đấy, nó biết Đâu, Việt Nam như hồi sao. đó nó giải giáp Nhật thôi chứ nó có tham gia, nó sao tới lịch phủ Mỹ có đòi tham gia không mà ấy không có tham gia đâu. Vào trong này cho nó ngoài ngoài nắng nó chói ở mắt. Hồi đó sóc xin cũng ghê gớm đúng không? Và bên này vừa rồi coi như là chúng nó chửi cái ông chủ tịch nước bên này này, cái tội ông phát biểu ngông cuồng ấy, giống như ông Trump ấy. À,
Ông Trâm là phát biểu hay là dịch cúm của China, từ China thì nó cũng có cái kỳ thị, hay hiểu không? Thì dân bên này nó lên nó nói mà ông không thể kỳ thị như thế được. Có một số người ta kéo đến tận tận nhà Quốc hội, người ta đi biểu tình phát ngôn như thế. Mọi bà mà cái ông này ông lên càng đất nước nó càng cái kinh tế nó giảm đi, chẳng được cái gì cả. Dân tỉnh người ta cũng không có thỏa mãn lắm. Ông này cũng không phải là được dân bầu lên mà giống như là mình nói là được nhường ngôi ấy. Nhưng kỳ này là ông này ông xuống là cái chắc, bị dân nó ghét nó cho xuống là cái chắc. Cái đảng này từ ngày cái đảng này nó lên nó quyền kinh tế đi xuống rất là nhiều, người ra khỏi Liên minh châu Âu rồi đấy. Messi thì cũng ghê chứ đúng không? Và Ví trước dụ mà kia ra thì khỏi châu ở Âu trong có vẻ cá nhân quá nhỉ? thì chúng nó lấy vào cái lý do cá nhân là đồng bảng Anh nó cao hơn rồi nọ kia rồi mất rất nhiều tiền về trong cái khối Liên minh châu Âu, mất một năm bao nhiêu tỷ bảng Anh, nhưng mà cuối cùng người ta bảo là khi ra khỏi thì mấy bao nhiêu tỷ bảng Anh nó đi đâu hết, anh hiểu không? Đấy. Khi mà rút ra khỏi Liên minh châu Âu thì bao nhiêu tỷ bảng Anh nó đi đâu? Chẳng thấy cái gì được cho dân cả. Thì dân nó lại là chính thôi. Nó lại nói thôi. Chỉ có bọn ấy thì mẹ cứ đảng nọ nó lên nó nói đảng kia, anh hiểu không? Được lúc đầu thôi. Còn khi nó lên nó nắm quyền Nhưng ông Johnson thì có rồi vẻ yếu hơn những cái thủ tướng khác nhỉ? Hay cả cái hồi khủng và hoảng rất là khó khăn. cái thời thịnh vượng của nó là cái thời của ông Tony Blair. Ông ấy về kinh tế ông giỏi. Hình như là Việt Nam mình trước kia cũng có mời Tony Blair về làm cố vấn về kinh tế của Việt Nam. Đấy, cái bọn này bây giờ nó bọn là con nhang đệ tử của Hoàng Duy Hùng, bây giờ nó thấy thằng Hoàng Duy Hùng nó láo cá quá nhỉ. Máy của anh này bị đứng rồi. Được, là vì người ta viết một cái bài báo, người ta có gì đâu, ông viết bài báo, thực ra cái bài báo có gì đâu, giống như bây giờ người ta không biết ai cả, có thể là quan trường người ta quen thì mới bảo ơi có cái ông là Vi Quân Kỳ cũng hay lắm, có thằng Nam Tây Đô cũng hay lắm, có thằng Đạt Bảo Vệ cũng hay lắm, thì người ta biết thôi. Nhưng mà hàng nghìn hàng vạn cái lóc cóc lên kênh của YouTube thì làm sao ta biết được, có thì thấy cái có câu chuyện là có sự giới thiệu luôn. Chào Trinh Lê nhé. Tốt rồi. Chào anh Ngọc Nguyễn nhé. Cái như ông Trinh Lê là sướng này, thì về Việt Nam cái như là làm ăn cái như là thư phẳng lên
lên lên lên chém gió chơi. Chị Lê không có camera, ông kia chắc là cũng có điện thoại, ông bị văng văng xuống rồi. Tí có khi mở diễn đàn lên cạo hết cái đám sơn như này, đấy là này, tí mở diễn đàn lên chém gió. Dạo này Quốc Dũng nó chạy đâu ấy nhỉ? Chẳng thấy Quốc Dũng nó mở diễn đàn. Ngọc Nguyễn này là con trai chứ đâu phải con gái đâu, ông Trinh Lê. Chào chị này, chết rồi. Chào chị Ngọc Nguyễn này, chết rồi. Ngọc Nguyễn là con trai đấy, không phải gái đâu. Ông có nhìn thấy avatar gái ông chào chị thì chết rồi. Mấy ông này coi như là cứ giả dạng coi như con gái hết rồi. Toàn mấy ông toàn lấy hình ông ta con gái ông đưa lên rồi. Mấy ông này có gì vào lấy toàn toàn những cô bé cô gái xinh đẹp đưa vào hình avatar, chết chết người, chết chết người đấy. Rồi chị Luật Phạm thì đúng là con gái, không phải là con gái mà là bà. Ông Trinh Lê xong cái công trình nữa chưa vậy? Xây xong chưa? Chắc chưa nhỉ? Mới trước nhìn thấy mới đổ móng mà. Lên hộp lên hung thôi chứ còn xong hoàn tất thì chưa xong có được đúng không? Khoái sướng nhất ông về Việt Nam, ông ở Việt Nam như là khoái nhất rồi. Bên này coi như là
tiêm hai mũi ra đường đang sợ, đang sợ bị dịch. À, khoảng 4 tháng rồi xong, hoàn tất xong xong này. Ở bên này không chân tay mà không có cử động mệt lắm, cứ nằm dài mệt. Đó, mình chào mọi người nhé, lên mình cạo cạo nốt cái đám sơn này, cạo cho nó xong đi ngái, xong rồi đánh giấy nhám, xong rồi mới đi sơn lại. Đang cạo dở mệt quá rồi chạy xuống đây. Này mà tự phải tự làm lấy hết, mượn thợ về, mượn thợ như thợ choan đấy chết, không có đủ tiền mà trả cho thợ đâu. À, sơn nhà sơn cửa các thứ là phải tự làm. Chào chị Lự Phạm nha, chào Chính Lê nha, chào mọi người nha, góp cái lên làm nốt cho nó xong đi. Ở đâu sao óp ở đâu ta? Bye 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 mọi người nhé. Ở bang nào hả? Ở bang London, ở bên Anh Quốc mà, chứ đâu ở bên Hoa Kỳ đâu. Chán ở Hoa Kỳ nhảy sang bên này sống cho nó sướng, ăn Hoa Kỳ tranh chấp quá. Ở thì ở bên Florida, ok, chào mọi người nha, có cái lên làm cho nó xong đi tí. Xong thì đến chập chiều mở diễn đàn lên chém gió. Bye 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 bye.